một ngày em sẽ không ở đây, lấy đâu ai đợi anh về chứ? Nếu một ngày trong những cơn say gọi em bằng tên giấc mơ chưa đầy, nếu một ngày ta sẽ không gặp nhau, nhớ nhau không hay lại yêu vội vã? Nếu một ngày, nếu đến một ngày, ngày buồn trong đời người, anh mang theo nỗi nhớ bên mình, sẽ quên tháng ngày có em, giữ thật dấu yêu thương trong túi, tìm lại đôi chút yên bình một thời. Ngày có em vì em, anh đã vui như chưa từng. Ngày có nhau vì nhau, anh muốn mình mãi thế thôi. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, yêu thương trao nhau là khoảnh khắc không rời. Ngày cách xa nhận ra không thể quên, quên một người. Ngày biết bên cạnh nhau nhưng chỉ là một giấc mơ. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ. Coi, mà làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tụi mày đi kiếm nó mới được. Trời ơi, đi kiếm nó làm gì? Thì đi kiếm nó trả thù chứ làm gì? Ông mà trả thù ông làm gì nó đâu, đi tù rồi sao? Đi tù cũng được, tụi mày kiếm cho bằng được nó. Thôi mà, bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Thôi, dù gì thì hắn cũng chưa làm gì tôi mà. Cái gì? Chưa có làm gì bà hả? Thằng đó cái gì mà nó không dám làm? Mẹ nó, nhắc tới là nóng. Thôi, ông bớt giận đi. Bây giờ á, cái chuyện quan trọng nhất á là phải tìm cho được ba tôi kìa. Cái gì? Chú Công? Chú Công nạn ở đâu? Làm sao tôi biết được? Chết rồi. Có khi nào chú Công đi kiếm nó trả thù không? Hả? Ủa mà sao ông nghĩ vậy? Thì lúc nãy chú Công có hỏi tôi á, là biết tung tích của thằng Vinh ở đâu không? Tôi có nói với chú là tôi biết chỗ nó hay đánh bài thôi à. Cái gì? Cảm ơn cô cái vỏ trái cây nha, quý quá quá luôn đó. Có gì đâu chị. Chị chủ nhà. À, hôm nay có người đẹp sang trọng tới chơi rồi tặng vỏ trái cây ngon ha. Cái cô này á, cổ muốn hỏi thăm nhà của ông Công với lại con nhỏ Trang đó, mà tôi có biết gì đâu mà tôi nói. À vậy á hả? Tôi chỉ biết là ổng đến đây ổng mướn nhà trọ của tôi, rồi làm ăn xong rồi giờ dọn nhà đi rồi. À, muốn biết rồi, ông Công với Trang á, chia cho tôi nửa trái cây cho tôi kể cho nghe. Ê, đâu có được bà. Cái vỏ trái cây này á, tôi không đủ xỉa răng con cháu tôi đó. Rồi, đòi cháu tôi nó nhiều lắm thôi. Bây giờ là tôi về nấu cơm nha, chứ để kịp giờ ăn nữa. Cảm ơn cô Mai Lan nha. Tôi về ạ. Cô Mai Lan, có chuyện gì vậy? À, ý tôi nói là giữa tôi với cô á, có một cái gì đó mà tôi cảm nhận như là rất là thân thuộc, mà quen lắm trước khi gặp ở phòng trọ này á. Chắc cô hiểu lầm gì rồi. Tôi với cô đâu có liên quan gì nhau đâu. Tôi không có lầm. À, tôi có cảm nhận như là cô đã nhận ra tôi rồi, mà cô không có chịu nhận. Chắc cô hiểu lầm rồi đó. Đừng đi con gái. Tại sao? Cô nói gì vậy? Ai con gái cô? Đúng là giọng nói này. Hẹn gì từ lúc gặp con, mẹ có cảm giác rất là thân thuộc. Ăn dạ cái gì, đụng người ta rồi bây giờ đổ thừa tôi ăn dạ là ăn dạ gì? Báo công an hả? Hồi nãy giờ là tôi lịch sự kêu bằng cô nha, bây giờ kêu bằng mày nè. Cô ơi, chắc cô nhận nhầm ai đó rồi. Tôi với cô không liên quan gì nhau hết, cho nên cô hiểu lầm rồi.
Con đừng có giấu mẹ. Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ nè. Tại sao con nhận ra mẹ mà con không chịu nhận? Tại sao vậy mẹ Lan? Tại sao tôi phải nhận ra bà? Ngày mà bà bỏ đi, bà có quay lại bà nhận tôi không? Bây giờ kêu tôi nhận bà làm chi vậy? Lúc đó là vì hoàn cảnh, chứ đâu ai muốn bỏ con bao giờ mấy Lan. Bà đừng nói mấy lời như vậy nữa. Bà không phải là mẹ của tôi. Đừng có nhận bừa như vậy. Mẹ xin lỗi con. Suốt bao nhiêu năm qua, không một ngày nào mẹ không hối hận khi đã bỏ con ở lại Mai Lan à. Nếu bà thật sự còn một chút ân hận nào trong lòng á, thì bà làm ơn đừng bước vào cuộc sống của tôi. Đừng có phá hủy nó. Tôi đã rất cố gắng để có được cuộc sống ngày hôm nay. Làm ơn. À Mai Lan, con muốn biết về cha con ông Công đúng không? Mẹ sẽ kể cho con biết. Cha con nhà nó nợ như chúa chỏm, bị dân hồ dí dữ quá mà không có khả năng trả nợ nên phải bỏ quê lên thành phố. Con nhỏ Trang nó lanh lợi lắm, giỏi lương lẹo nên nó mới ngụy tạo cuộc sống giàu sang để bán hình ảnh ở trên mạng. Trong phòng trọ nhà nó có một góc trang trí trưng bày như là nhà giàu để quay video sống ảo kiếm tiền đó. Ôi trời ơi, Nam ơi là Nam, sao mà con có mắt mà con không biết nhìn người vậy con? Còn chưa hết đâu nội. Con còn nghe người ta nói là cô Phượng đã biết chuyện này, cho nên thuê cho cha con Trang một ngôi nhà khang trang để ở, là căn nhà hôm trước mình qua đó nội. Ôi trời ơi, là cái ngôi nhà đó ra hả? Thôi không thể tha thứ được rồi. Không, lần này không thể tha thứ cho mẹ thằng Nam được nữa rồi. Sao mà quá đáng vậy? Nội ơi, con thấy bây giờ nội nên bình tĩnh để xử lý. Bây giờ mình mà làm lớn chuyện á, là Nam càng chống đối nội thêm thôi. Giống như hôm qua, anh đòi dọn ở riêng với cô Phượng đó nội. Trời ơi là trời, tôi ở gần một người nham hiểm mà tôi không biết. Bao nhiêu lâu nay tôi lầm nó vậy đó hả trời? Trang, em làm gì mà anh gọi điện không bắt máy, nhắn tin em không trả lời vậy? Em mệt, em cần được nghỉ ngơi. Em coi anh là cái gì? Là người lạ hay là người qua đường? Em chỉ ở bên cạnh anh lúc em vui vẻ, còn lúc em gặp khó khăn anh không được bên cạnh em, anh phải tránh xa em hay sao? Đúng rồi, chúng ta nên tránh xa nhau ra. Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Nhưng mà anh không muốn như vậy. Anh muốn có thể cùng em chia sẻ tất cả mọi điều. Vấn đề của em cũng là vấn đề của anh, rắc rối của em cũng là rắc rối của anh. Tụi mình có thể cùng nhau giải quyết mà em. Hãy tin anh, anh thật sự yêu thương em và muốn lo lắng cho em. Em mệt thì em cứ nói là em mệt, em buồn thì cứ nói là em buồn. Anh có thể chia sẻ với em tất cả mọi chuyện. Em thật sự không biết là ba của em đang làm gì, ở đâu với cái tay gãy. Em lo lắm, em đi tìm ba cả ngày, em bất lực quá. Em không tìm được ba em. Em không biết phải làm sao nữa. Ba đây nè. Ba, sao ba đi đâu vậy? Tụi ba không nói với con tiếng nào hết. Ba có biết là con lo cho ba lắm không?
Thằng Nam cũng tìm ba giống như con vậy. Chỉ là anh tìm ba trước em thôi. Nín đi, con gái của ba nhõng nhẽo quá. Con yên tâm đi, ba phải sống để lo cho con, để bảo vệ con chứ. Thôi đi vô nhà, để con nấu gì cho mọi người ăn. Vô nhà đi con, ba đói bụng quá. Dạ, đi. Con bé nó có cuộc sống tốt, nó ở nhà cao cửa rộng gì cũng mừng cho nó. Ý, Mai Lan, con bà đi đâu thế đây? Cô bà đi nhanh đi, có gì tôi gọi lại sau. Bà đi nhanh đi. Có chuyện gì vậy con? Dạ. Ừ? Dạ không có gì đâu nội, người ta là xin việc làm thôi hả? À dạ. Đi con. Đã lên xe. Ăn tới rồi đây. Dạ mời cả nhà dùng bữa. Chà, nhìn tô mì hấp dẫn quá ha. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp, nấu cái nhìn nó khác liền ha. Dạ gấp quá là nên con nấu mì gói cho nó nhanh. Chú ăn đỡ nha chú. Trời ơi, con nhà ai dễ cưng ghê luôn à. Chắc chú ẩm về nuôi luôn quá. Ba đó, ba chưa lo ba xong nữa, ba đòi nuôi thêm ai. Chú, chỉ cần chú dẫn con về thôi, con tự nuôi con, nuôi luôn em Trang. Trời, nói chuyện khéo ghê chưa. Chú mà là con gái hả, chú cho con 10 điểm. Con cảm ơn chú. Ngon thì chú ăn nhiều chút nha chú. Ừ con. Dạ. Chú cảm ơn con. Trời đất ơi, cũng là mì gói mà sao đầu bếp chuyên nghiệp nấu nó khác, còn chú nấu mà được khoảng chừng 50% này ha. Vậy ba học làm đầu bếp chuyên nghiệp đi ba. Con ra coi ai kiếm về con. Ờ, dạ để con mở cửa. Ngon thì chú ăn nhiều chút nha chú. À con. Nhìn hấp dẫn quá. Ngồi. Dạ chào bà. Mời bà và cháu ngồi. Nhà tôi mà mời chi? Ngồi. Để cho nội nói chuyện. Đây là cách cô giữ cái thỏa thuận với tôi đó hả cô Trang? Tôi nghĩ là cô có học đủ để biết mình đặt bút ký là nội dung ở trong đó có cái gì. À hay là tôi đánh giá quá thấp về cái độ trơ trẽn của cô? Nội, là con tự tìm tới Trang, Trang không có lỗi gì đâu. Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chuyện này. 18 tuổi người ta có thể tự chịu trách nhiệm mà không cần người khác thêm vào đâu con. Bảo Nam, tôi nói cho cô biết nha, cái thỏa thuận giữa tôi và cô đó là cô liệu cô giữ nha. Tôi đến đây và tôi sẽ làm bằng tất cả mọi cách để có thể bảo vệ cái thỏa thuận giữa tôi và cô. Hay nói đúng hơn là bảo vệ gia đình tôi.
Nếu sắp tới mà có chuyện gì xảy ra, đừng trách tôi nha. Là vì cô là người phá vỡ thỏa thuận trước. Tôi báo trước như vậy đó. Mai Lan, con gọi điện cho luật sư Quân cho bà nội. Nội, mình gọi luật sư Quân chi vậy nội? Nội sẽ kiện cha con Trang phạm về cái tội lừa đảo. Trời. Nội ơi, con thấy hay là mình cũng chừa cho người ta một con đường sống đi nội. Tội nghiệp người ta. Con đỡ lời làm gì? Con sống hiền lành quen rồi, con không biết họ như thế nào đâu. Nội không tha chuyện này. Nội, nó bớt giận đi nội. Con thấy để con tìm hiểu rõ ràng cái đã, chứ chưa gì hết kiện người ta sao được. Nội muốn nói chuyện với con. Con bây giờ con coi cái con bé đó hơn nội. Con đang làm nội rất buồn. Thôi mà nội. Nội, nội bớt giận. Nội uống miếng nước nha nội. Người làm sai là họ. Nội giận như vậy là hại mình thôi nội. Nè, nội uống miếng nước đi nội. Nói gì thì nói, nội vẫn sẽ kiện cha con nó tội lừa đảo. Không phải là chỉ vì mình đâu, mà để cho những người khác sẽ không bị cha con nó lừa gạt nữa. Thôi nhưng mà... Mai Lan, nội sao rồi em? Nội đang giận lắm. Chưa có nói được gì lúc này đâu. Em năn nỉ một hồi lâu, nội mới chịu lên phòng nghỉ ngơi đó. Bình thường em hay tâm sự với nội, ráng nói với nội giúp anh. Đừng để xảy ra kiện cáo rồi lên mạng xã hội này kia, tội nghiệp cha con Trang lắm. Nhắc tới Trang lại lo lắng như vậy đó. Còn nếu mà là em ha, chắc anh không thèm để ý tới luôn quá. Sao em nói vậy? Nếu mà em có chuyện á, thì anh cũng sẽ hết lòng lo lắng cho em. Anh thương em như em gái mà. Em nhớ cái lúc mà em mới về nhà không? Em đi học bị tụi con trai ăn hiếp, anh đứng ra bảo vệ em còn gì. Nhưng mà bây giờ em không muốn làm em gái của anh nữa. Thiệt thòi lắm. Thôi được rồi, anh biết là dù anh đối xử với em ra sao thì em cũng sẽ giúp anh thôi mà. Thiệt hả em? Anh cảm ơn em nha. Cách thì em cũng có, nhưng mà không biết là anh có chịu làm theo hay không thôi. Cách gì? Em nói đi. Làm được thì anh sẽ làm. Đơn giản lắm. Anh chia tay với Trang Phạm đi. Đó, thấy chưa? Biết ngay là anh không chịu mà. Vậy thôi. Khoan đã. Nhưng mà em có chắc là anh, nếu như anh làm vậy thì nội sẽ bỏ qua không? Anh phải hiểu bản chất vấn đề nằm ở đâu. Nội chỉ là không muốn anh bị Trang lừa gạt thôi. Nếu bây giờ anh và cô ta không còn mối quan hệ gì nữa thì nội đâu thưa kiện làm gì, phiền phức cho gia đình mình nữa. Thôi được rồi, nếu vậy thì anh sẽ làm. Em thấy ganh tị với Trang thiệt á. Dù cô ta mà anh chấp nhận làm tất cả mọi chuyện. Vậy em sẽ giúp anh chứ. Có bao giờ anh có một tình cảm khác với em không? Hay là trong đầu anh chỉ toàn nghĩ tới Trang thôi? Mai Lan, anh có Trang, anh cũng có bà nội, mẹ của anh và các em nữa. Anh còn rất là nhiều nhiệm vụ phải làm. Nhưng mà em yên tâm đi, em giúp anh, anh không để em chịu thiệt thòi đâu. Tôi nghĩ là cô có học đủ để biết mình đặt bút ký là nội dung ở trong đó có cái gì. À, hay là tôi đánh giá quá thấp về cái độ trơ trẽn của cô?
Cảm ơn ông nha. Đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa. Thiệt, sao mà xui xẻo dữ vậy không biết nữa. Thằng chó đó, bây giờ á, chỉ có nước á là tống cổ nó vô tù thì mai ra mình mới được yên thân thôi. Ngay cả cái chuyện nó đánh ba tôi gãy tay vậy mà tôi còn không có bằng chứng để đưa vô tù nữa. Thì bởi phải chi mà có bằng chứng. Tôi thề với bà, tôi sẽ làm mọi cách để đưa nó đi tù. Trang, tôi có cách rồi. Luật sư tới ngay sáng nay đi, tôi đang chờ. Nói. Con tới để nói đỡ cho con bé đó hả? Con nghe rồi đó. Luật sư Quân sẽ tới sáng nay và tiến hành chuyện kiện tụng với nội. Con sẽ lấy Mai Lan. Con nói gì? Con sẽ chia tay với Trang và lấy Mai Lan theo ý của nội. Con nói thật hả? Dạ thật. Chỉ cần nội đừng kiện Trang là được. Con lấy Mai Lan chỉ vì chuyện đó thôi à? Dạ. Không, con thấy nội nói đúng mà. Mai Lan rất tốt, lại còn hợp với nội nữa. Hợp với nội? Còn con thì sao? Nội có quan tâm tới con à? Giờ con nói con không muốn lấy Mai Lan thì sao? Nội có chấp nhận không? Bảo Nam nè, khi mà con trưởng thành, khi mà con đi một đoạn đường dài trên cuộc đời của mình, con sẽ thấy lời nội nói là đúng. Nội chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu như con hoàn toàn chấm dứt với con bé đó, nội sẽ không kiện nó. Nội hứa. Con cảm ơn nội. Sao? Nhớ anh rồi đúng không? Ghiền anh rồi chứ gì. Gọi anh qua đây làm chi? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Trời ơi, anh đứng im đi. Anh đang rất nghiêm túc với em lắm luôn á. Nếu mà anh không nghiêm túc, anh đâu có muốn lấy em làm vợ đâu Trang. Chỉ có mỗi mình em không nghiêm túc với anh à. Cưới anh xong rồi bỏ anh, tội nghiệp anh chứ Trang. Anh ngồi đi. Anh có thể ngồi nghiêm túc nói chuyện với tôi một lần được không? Ok. Rồi, có chuyện gì? Nói. Tôi muốn chấm dứt tất cả những chuyện này. Anh cũng nên về quê lo công việc của mình. Anh đâu thể nào sống lưu lạc ở trên này hoài đúng không? Tôi cũng muốn có một cuộc sống yên ổn để lo chuyện làm ăn. Đúng rồi, anh cũng muốn như vậy mà Trang. Thật sự chỉ có một mình em không muốn thôi á. Vậy anh nói đi, anh muốn gì? Trang, anh thích cái chỗ này nè. Thẳng thắn vậy cho nó dễ, em hiểu không? Thật ra thì anh muốn về quê. Anh sẽ là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Nhưng mà để làm được điều đó khó quá. Bây giờ anh về quê nè, anh phải có tiền, anh trả nợ cho người ta, anh chuộc cái nhà. Mà tổng cộng những cái số tiền đó bè bè cũng phải 500 triệu. Chuyển liền cho anh đi. Cái gì? Nè, anh đừng có được voi đòi tiên nha. Rõ ràng là anh bắt cóc ba tôi, anh tống tiền tôi 300 triệu, anh ẵm trọn rồi còn gì. Đã vậy, anh còn đánh ba tôi gãy tay nữa. Như vậy á, đáng lý ra tôi phải đòi tiền bồi thường từ anh mới đúng. Ủa Trang, em gọi anh qua, hai anh em ngồi nói chuyện thương lượng với nhau mà. Nhắc lại chuyện đó làm chi vậy? Muốn gì?
Tôi đang rất nghiêm túc để nói chuyện với anh. Anh có hiểu vấn đề không vậy? Tại sao anh cứ 5 lần 7 lượt hại tôi lên bờ xuống ruộng, sau đó anh còn tống tiền, bắt cóc ba tôi, rồi anh còn làm ba tôi gãy tay, phải bó bột nữa. Ê, đừng có lằng nhằng hoài nha, thằng này bực đó. Tôi nói là em gọi tôi qua đây ngồi thỏa thuận thương lượng với nhau, nhắc ba cái chuyện đó hoài vậy hả? Tôi đã nói rồi, tôi muốn cùng anh ngồi lại nói chuyện để có phương án tốt nhất cho cả hai. Anh không thể nào gây ra biết bao nhiêu chuyện tổn thương cho tôi mà anh ngồi ở đó anh chỉ vòi tiền tôi thôi và không có một lời xin lỗi. Ê, mày thừa biết tính thằng Vinh này mà. Từ trước đến giờ nó không bao giờ biết cúi đầu nha. Muốn tao xin lỗi hả? Biến mày. Trả đây. Trang, đừng có lan man nữa, tập trung vào vấn đề. Chỉ cần nó thú nhận chuyện bắt cóc và đánh ba Trang là mình có bằng chứng. Có bằng chứng. Đổi chiến thuật thôi, nói chuyện nhỏ nhẹ, dẫn dắt nó. Mẹ mày, muốn dẫn dắt tao lắm hả? Mày chơi tao hả con chó? Hả? Mày, chó, mày làm gì vậy hả? Mày. Tiến, mày buông ra. Buông ra không? Hả? Ngài đứa mày hỏi nhau, ngài sao hả? Chạy đó! Mày có đánh lên nữa đi! Đánh lên! Tiến! Tiến ơi! Không có sao không Tiến? Tiến! Ông có sao không? Nè! Làm cái gì? Quay phim lại hả? Hả? Ui! Hai mình định làm gì? Quay phim lại để làm cái gì? Kêu tao khai hả? Tao không có cái gì để khai với tụi mày á. Tao nói thiệt. Hai con chó con muốn đấu với tao lắm hả? Nói cho tụi mày biết, tao tàn rồi, tao không có gì để mất á. Tao còn cái mạng nè, muốn chơi với tao không? Chơi. Tụi mày ngu lắm, làm không có suy nghĩ, không có cái đầu vậy. Phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và đối đầu với thằng nào. Thằng đó là thằng Vinh đó. Mày nè, cẩn thận nha. Cái quán của mày á cháy lúc nào không hay. Còn con chó kia, có cái thú vị cho mày coi. Thấy gì không? Đó. Hay không? Hay. Cái này chỉ là cảnh cáo nhẹ với mày thôi. Tao nhá nhẹ đó, chứ trong này tao còn nhiều thứ khác hay ho lắm. Đừng có kiếm chuyện với tao. Nè, tao là con chó điên, mày cần á tao có thể bung lên bất cứ lúc nào, hiểu không? Trang, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đâu, hình của con Trang rất là hấp dẫn. Mày muốn biết không? Tao cho coi luôn hả? Mà thôi, nhìn cái mặt mày thèm lắm. Ngu hả, cho mày coi. Còn mày đó, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Suy nghĩ lại đi thằng chó. Camera nè, lấy không? Trang đừng có lo, tụi mình sẽ tìm được cách. Tiến không để cho nó hại Trang thêm một lần nào nữa đâu. Tiến ơi, làm sao đây? Bây giờ mày làm sao đây? Nó không được. Làm sao có thể thoát ra khỏi nó bây giờ? Đúng rồi, Trang có cách rồi. Trang sẽ bán hết tất cả đồ đạc. Trang bán hết đồ hiệu. Trang sẽ gom tiền bằng đủ mọi cách. Trang sẽ đẩy nó vô tù vì những cái chuyện nó đã gây ra với Trang. Đúng không Tiến? Tiến ơi, cứu Trang với em một đôi. Tiến ơi, Trang. Bình tĩnh nghe Tiến nói. Dù có chuyện gì xảy ra, Tiến cũng sẽ ở bên cạnh Trang, giúp đỡ Trang tới cùng. Bình tĩnh. Cứu Trang. Bình tĩnh.
Con cầu xin điều gì ở ba vậy? Ủa, mẹ, con cầu cho ba phù hộ cho mẹ. Con biết không, có những việc mà hậu quả của nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời đó con. Cho nên con phải suy nghĩ cho thật kỹ nha. Con đã quyết định rồi. Mai Lan cũng tốt mà mẹ. Con nghĩ rồi cũng sẽ hợp thôi. Hôn nhân mà cũng cần có thời gian để xây dựng chứ, đúng không mẹ? Đúng. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người, cho nên con phải lựa chọn cho thật cẩn thận, đúng theo ý thích của mình. Bởi vì họ sẽ đồng hành với con trong suốt quãng đời còn lại. Còn nếu không, khi con chọn sai rồi thì cuộc đời của con sẽ trở thành địa ngục đó. Con biết con đang làm gì mà. Tôi dễ không? Không, tới tôi còn nhận ra bà nữa mà. Yên tâm đi. Trên đường đi, chở tao qua cái miếu này thắp nhang cái. Trời, đi đánh bài mà để cá tính dĩ đoan chứ. Dân cờ bạc không bê tính chứ mới gì ngoại. Đi con Vinh kìa. Đi. Cô mới tới hả? Cô đi vô đi. Ê, sao cái người đó nhìn giống Mai Lan dữ vậy? Nhớ tụi thằng Vinh là con tôi bây giờ. Đi. Bà cầm số tiền đó để dành trả tiền nhà trọ, rồi trang trả chi phí sinh hoạt đi. Mẹ cảm ơn con. Mẹ thiệt là may mắn khi có đứa con ngoan hiền hiếu thảo như vậy. Ai là con của bà? Bà đừng có xưng hô như vậy với tôi. Tôi không muốn người ta biết mối quan hệ với tôi và bà. Tốt nhất là bà nên xưng cô và tôi thôi là được rồi. Với lại á, bà đừng tới nhà bà Kim kiếm tôi nữa, phiền phức lắm. Như vậy tôi muốn gặp cô tôi phải làm sao? Lâu lâu tôi sẽ ghé qua thăm bà và cho tiền bà. Nếu bà để bà Kim biết mối quan hệ với tôi và bà thì tôi có nước ra đường mà ở, chứ nói gì cho tiền nữa. Bà đó ghê gớm vậy sao? Chắc cô ở đó cũng khổ lắm hả? Chắc cũng chịu nhiều áp lực và thiệt thòi lắm đúng không? Bà lấy tư cách gì mà hỏi câu này? Nếu bất kỳ ai hỏi tôi cũng sẽ rất là cảm động và biết ơn. Ngoài trừ bà ra. Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi cũng làm lỗi nhiều lắm rồi. Thực sự hồi đó tôi cũng khổ tâm lắm, chứ tôi cũng không có sung sướng gì đâu Mai Lan à. Bà bớt nói mấy lời giả tạo đó đi, nghe nó chói tai lắm. Tôi tới đây cho tiền bà như vậy không phải vì yêu thương bà hay gì đâu. Tại tôi không muốn mang tiếng là một đứa con gái bất hiếu. Tôi biết. Tôi bị như vậy là cũng đáng lắm. Tôi cũng không mong muốn gì hơn. Tôi chỉ muốn quay đầu lại để làm người tốt. Để sau này đi ra đường, cô có gặp, cô cũng không hổ thẹn khi mình có một người mẹ là như vậy. Nhưng mà cô thấy từng tuổi này rồi, tôi có làm gì được đâu. Để tôi coi thử ở trong khách sạn có công việc nào phù hợp giới thiệu cho bà. Thiệt hả cô? Cô giới thiệu công việc cho tôi thiệt hả? Nhưng bà phải biết điều, tuyệt đối không được cho ai biết mối quan hệ giữa tôi và bà, và không được tạo thêm bất kỳ phiền phức nào cho tôi nữa hết. Tôi hứa mà. Tôi mong cô sung sướng, còn không hết làm sao mà mang lại phiền phức cho cô. Tôi cũng cảm thấy
Thật sự cảm ơn ông trời. Tới từng tuổi này rồi, cho tôi được một đứa con hiếu thảo ngoan hiền như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Bà hứa thì phải làm, nếu không tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với bà. Tôi đi rồi. Dạ 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 tụi em mấy anh cũng biết rồi đó, tụi tôi được người giới thiệu cho đây. Ai giới thiệu? Gọi điện ra đây đó. À, ok, tôi sẽ gọi người ra đón. Dạ. Coi bộ khó, tụi này nó canh gác kỹ lắm, dễ dầu gì người la lọt vô được. Bây giờ có người quen giới thiệu thì mai ra. Thì đó, bây giờ tôi với ông kiếm cách sao mà chuồn cho em đẹp kìa. Bộ thua nữa mày. Bây giờ không còn 1.000 nữa, không có chơi nữa. Mấy cái lần thắng đậm mày không có thấy than đâu. Thôi 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 má, thôi hết tiền rồi, thôi về, không chơi nữa. Ê, có khách này. Ôi, bạn của em chắc là chưa tới. À, mấy anh thông cảm nha, hẹn lần sau. Hôm khác tụi em ghé. Chán quá. Anh trai ơi, anh trai, anh trai, anh trai. Cái gì vậy? Cái gì? Dạ, thật ra là như vậy, tụi em có một chuyện nhờ anh giúp. Ủa, là sao? Giúp cái gì? Anh chỉ cần giúp đỡ tụi em thôi. Ngay bây giờ luôn, em sẽ đưa cho anh 10 triệu tiền mặt. Em có sẵn ở đây nè. Gì ghê vậy? Thôi thôi thôi, tôi giao hàng hả? Tôi không chịu đâu. Tôi thua bạc thôi chứ tôi đâu có muốn vậy. Dạ, chuyện này quan trọng lắm. Anh mà giúp được á, là giống như là anh đang giúp một cái gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ vậy đó. Là sao? Dạ đây, anh biết người đàn ông này không? Cha này quen quen à. Dạ, anh đang ở trong cái sới bạc đó đó. Nhưng mà mấy người là ai? Anh không có cần phải quan tâm đâu. Không giấu gì anh chứ. Thật ra đây là chồng của tôi. Vậy hả? Anh bỏ nhà anh đi cờ bạc rượu chè suốt à. Không biết sao mà dạo gần đây anh thay đổi tính tình vậy. Mà tôi nói hoài anh không có nghe. Mà cũng không có bằng chứng gì để nói với anh hết trơn á. Nên bây giờ tôi nhờ anh vô trong đó. Anh chụp giùm tôi tấm hình để làm bằng chứng. Để tôi còn có cái tôi nói chuyện với chồng tôi. Chứ ảnh vậy hoài tôi khổ lắm. Con thì nheo nhóc ở nhà mà ảnh có nhiều tiền đem hết đi cho trong đó à. Dạ dạ đúng rồi anh. Anh giúp chị hai em đi. Anh rể em hư quá. Mà tính ra thằng cha này ngu quá vậy. Má vợ ngon vậy không biết xài. Tự nhiên đánh bài chi cho nó tụi nó hốt vợ luôn bây giờ. Dạ thì bởi. Thật ra thì tại em còn thương ông quá. Với lại á, em cũng muốn là hai vợ chồng cùng nhau gầy dựng lại như hồi xưa vậy đó, chứ không có để cho anh lêu lỏng như vậy nữa. Thôi, nếu mà anh thương tình anh giúp giùm em, anh vô đó anh chụp tấm hình, em gửi cho anh 10 triệu. Còn mà nếu mà khó quá thì thôi, để em nhờ người khác cũng được. Dạ. Bà,
À thôi được rồi, để tôi giúp cho. Thấy anh chị tội nghiệp quá, đưa đây tôi làm cho. Dạ, nếu được thì em cảm ơn anh nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Hiện tại và sau này, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Anh hứa điều đó. Nói cho anh biết toàn bộ sự thật được không? Anh không chịu nổi cảm giác vậy đâu. Những cái gì mà quý giá với mình thì nó vô giá mà. Giống như em vậy. Em quý giá. Thưa cô, con là Bảo Nam. Con hứa sẽ yêu thương và bảo vệ, chăm sóc cho Trang dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô làm chứng cho con nha cô. Chưa gì mà Bảo Nam nó đã dướng vào biết bao nhiêu chuyện xấu. Phải quyết định ngày cưới thôi. Phải làm lẹ chuyện này thôi con. Con mình chơi nè. Dạo này bà thấy cũng sợ sợ lắm đó nè. Ây da, ây da. Em ơi, tao tao anh không ngoài đúng không? Không có rồi, em cũng phục rồi. Em đang ngồi chơi với anh đúng không? Nói gì vậy mày? Tao nhận được thông tin mày là thằng báo công an. Tụi nó bị bắt hết rồi. Của mình mày là thoát được thôi. Thôi đi Vinh. Tao xúm tao. Bà im miệng, làm theo lời tôi. Mày làm cái gì? Nó cho con mình chơi tao hả? Mày gai mày báo công an vô chỗ đánh bài đúng không? Để tôi giang hồ tưởng đâu tao làm. Để tụi nó bắt tao, đánh tao, giết tao chết đúng không? Làm mệt rồi, nó ép quá. Em kiểm tra lại camera để cho nhân viên này làm bản kế